Mời các bạn thăm vườn lan các bạn nhá. Vườn lan rất là rộng, rất là nhiều lan. Hiện tại thì có lan quế, lan hương là đang mùa hoa. Trước mặt mình là giò lan quế, lan hương. Đây là quế xếp các bạn nhá. Lá rất là cứng và thân xếp dày, thân đứng. Đấy, quế lan hương này, cho bông rất là to, dài. Đây, quế lan hương ghép gỗ rất là đẹp. Quế này là quế xếp các bạn nha, không phải quế lá lướt đâu. Đấy. Rồi, bên này là phi điệp các bạn ạ. Rất nhiều phi điệp nhá. Được ghép gỗ rất là mập. Đấy. Rất nhiều phi điệp. Mời các bạn ngắm hoa phong lan nhá. Vườn hoa phong lan. Vườn rất là rộng các bạn ạ. Nhà vườn dùng phân tan chậm treo ở phía trên để cho phong lan có thể hấp thụ và phát triển tốt. Đây, bên này là ngọc điểm các bạn ơi. Ngọc điểm được ghép ở trên gỗ. Đấy, trâu đấy, trâu rất là, đai trâu ngọc điểm rất là mập. Rất là mập nhá. Đấy, vườn lan rất là rộng các bạn. Rất nhiều loại. Rất nhiều loại. Rất là mập. Cây được chăm sóc rất là tốt. Mập mạp.
Giò vòng lan rất là đẹp. Có lẽ là video của mình tạm thời dừng ở đây. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.